Thưa quý vị, theo quy định mới về sức khỏe tài xế thì người có thị lực nhìn xa hai mắt dưới 4/10 hoặc bị rối loạn nhận biết ba màu đỏ, vàng, xanh lá cây, liệt vận động một chi trở lên thì không được phép lái xe máy. Còn đối với người lái ô tô, nếu bị chóng mặt do các nguyên nhân bệnh lý, thị lực nhìn xa hai mắt dưới 5/10, kể cả điều chỉnh bằng kính, thì không đủ điều kiện lái xe. Những người gù, vẹo cột sống quá mức, gây ưỡn cột sống, cứng dính cột sống, ảnh hưởng tới chức năng vận động, hen phế quản, khớp giả, chiều dài tuyệt đối giữa hai chi trên hoặc hai chi dưới, có chênh lệch từ 5cm trở lên mà không có dụng cụ hỗ trợ, thì sẽ không đủ điều kiện để lái các hạng xe từ A2 trở lên. Tiêu chuẩn sức khỏe mới cho người lái xe đã bỏ quy định về cân nặng, thể lực, chiều cao và vòng ngực vốn gây nhiều tranh cãi trước đây, và quy định này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 tới đây.